Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tin tức quốc tế. Cập nhật những tin tức thời sự mới nhất được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube của chúng tôi. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang gia tăng sức ép buộc các thành viên của NATO thúc đẩy một kế hoạch đưa quân tới Ukraine, điều mà Mỹ và nhiều nước châu Âu không hề mong muốn. Bloomberg dẫn các nguồn tin riêng cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tức giận trước tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc triển khai quân NATO đến Ukraine và cho rằng đây là hành động cần thiết để ngăn chặn Nga giành được chiến thắng trong cuộc xung đột. Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với Bloomberg, Washington tin ông Macron có thể khơi mào một cuộc xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga khi đưa ra một kế hoạch như trên. Nguồn tin này cũng cho biết Tổng thống Macron đã bị các nước thành viên NATO chỉ trích về tuyên bố đưa quân vào Ukraine trong một cuộc hội đàm kín. Sau khi tổ chức hội nghị thượng đỉnh ủng hộ Kiev ở Paris vào cuối tháng 2, ông Macron nói rằng các thành viên NATO không thể loại trừ bất cứ khả năng nào, kể cả việc triển khai quân trên bộ và dự đoán rằng một sự thay đổi theo hướng có lợi cho Kiev trong tương lai. Sau đó, nhà lãnh đạo Pháp đã giải thích rằng tuyên bố này chỉ là mơ hồ chiến lược nhằm đánh lạc hướng Nga. Nguồn tin của Bloomberg cho biết trong các cuộc thảo luận nội bộ của NATO, Tổng thống Macron tỏ ra nghiêm túc với đề xuất đưa quân vào Ukraine. Sau tuyên bố của ông Macron, nhiều nhà lãnh đạo phương Tây đã công khai bác bỏ việc gửi quân đến Ukraine, xóa tan mọi sự mơ hồ mà điều này có thể tạo ra. Tổng thống Mỹ Joe Biden nằm trong số những nhà lãnh đạo NATO đầu tiên tuyên bố không ủng hộ ý định này. Các nguồn tin của Bloomberg khẳng định, động thái của nhà lãnh đạo Pháp có thể không thông minh xét từ quan điểm an ninh chung của khối, vì một số quốc gia phương Tây đã có một số lượng nhỏ binh sĩ ở Ukraine, tuy nhiên sự hiện diện của họ là một bí mật mở. Moscow từ lâu đã coi xung đột Ukraine là một phần của cuộc chiến ủy nhiệm do Mỹ dẫn đầu với Nga. Các quốc gia phương Tây đã thừa nhận cung cấp thông tin mục tiêu và hỗ trợ lập kế hoạch cho các hoạt động quân sự của Ukraine. Giới lãnh đạo Nga cũng nhiều lần bác bỏ lập trường của phương Tây rằng Kiev tự đưa ra quyết định về cách thực hiện các hoạt động quân sự nhằm vào Moscow. Điện Kremlin cho biết Ukraine đã quá phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài để có thể hành động độc lập. Trong khi đó, theo tờ Le Monde, cam kết ủng hộ Ukraine đang trở thành gánh nặng đối với chính quyền của Tổng thống Pháp Macron, cả về chính trị lẫn ngân sách. Tờ Le Monde cho biết, trong khi chính phủ Pháp đang vật lộn với kế hoạch cắt giảm chi tiêu, thì Tổng thống Emmanuel Macron lại một lần nữa tuyên bố sẽ bổ sung thêm viện trợ quân sự cho Ukraine, và lời hứa này của ông Macron khó có thể thực hiện được. Trong năm tài khoá 2024, chính phủ Pháp đã phải cắt giảm ít nhất 10 tỷ euro, tương đương 10,8 tỷ đô la Mỹ, khi thâm hụt ngân sách của nước này đã lên tới 144,5 tỷ euro, tương đương 156 tỷ đô la Mỹ, và dự báo tăng trưởng kinh tế Pháp trong năm nay xuống chỉ còn 1%. Trước đó vào tháng 2, chính phủ Pháp tuyên bố hoàn toàn có thể thực hiện được việc cắt giảm 10,8 tỷ đô la Mỹ ngân sách bằng cách giảm chi tiêu của tất cả các bộ và cắt giảm các chính sách công, bao gồm viện trợ phát triển và trợ cấp để cải tạo các tòa nhà. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Pháp Macron lại đưa ra cam kết viện trợ thêm 3 tỷ euro cho Ukraine trong năm nay, đã đẩy kế hoạch giảm chi tiêu của Paris về vạch xuất phát. Điều này đẩy chính phủ của ông Macron vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, kể cả về chính trị lẫn ngân sách. Tờ Le Monde nói thêm, các nhà lập pháp thuộc Đảng Phục Hưng cầm quyền của ông Macron cho biết họ thường xuyên phải đối mặt với những câu hỏi từ cử tri. Những người không thể hiểu làm thế nào chính phủ có thể cung cấp hàng tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trong khi lên kế hoạch cắt giảm chi tiêu mạnh tay trong nước. Nghị sĩ Đảng Phục Hưng Mathieu Lefebvre nói, mọi người hỏi chúng tôi tại sao lại đưa 3 tỷ euro cho Ukraine. Đó là một số tiền rất lớn. Le Monde cho rằng, để thực hiện lời hứa với Kiev, chính quyền ở Paris sẽ phải biến hóa sổ sách, chẳng hạn như khoản đóng góp 900 triệu euro của Pháp cho Cơ sở Hòa bình châu Âu, một quỹ của Liên minh châu Âu-EU để hỗ trợ cho Ukraine. Một lựa chọn khác có thể là tăng giá trị các thiết bị được viện trợ cho chính phủ Ukraine. Tuy nhiên, Le Monde nói thêm rằng, nội các của ông Macron có thể vẫn phải sửa đổi dự luật tài chính vào mùa hè. Mặc dù động thái như vậy dễ tạo ra nguy cơ về chính trị đối với chính phủ, bởi luật này cần có sự chấp thuận của Quốc hội Pháp. Trong khi đó, các đảng đối lập phản đối việc cấp thêm tài chính cho Kiev. Bất chấp những vấn đề được Le Monde nêu ra, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu hôm 26 tháng 3 tuyên bố rằng Paris sẽ sớm có thể giao thêm 78 pháo tự hành Caesar cho Kiev, đồng thời tăng cường cung cấp đạn pháo cho nước này. Về phía Nga, Moscow đã nhiều lần cảnh báo rằng việc Mỹ, EU và các đồng minh chuyển giao vũ khí cho Kiev sẽ không ngăn cản Nga đạt được các mục tiêu trong hoạt động quân sự của mình
và có khả năng sẽ làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố những cáo buộc cho rằng Nga có kế hoạch tấn công vào châu Âu sau chiến dịch quân sự ở Ukraine là hoàn toàn vô căn cứ. Theo đài Sputnik, trong chuyến thăm căn cứ không quân Tozhok ở vùng Tver, miền trung nước Nga hôm 27 tháng 3, ông Putin đã gặp các phi công quân sự. Tại đây, nhà lãnh đạo Nga đã bình luận về việc các quan chức phương Tây nỗ lực kêu gọi viện trợ bổ sung cho Ukraine với tuyên bố rằng Moscow sẽ không dừng lại nếu đánh bại Kiev trên chiến trường. Những tuyên bố cho rằng chúng tôi sẽ tấn công châu Âu sau chiến dịch quân sự ở Ukraine là hoàn toàn vô căn cứ. Đó là điều hiển nhiên và mọi người đều nhận ra điều đó. Ông Putin giải thích với các phi công. Ông nói, các cuộc thảo luận về việc Nga có khả năng tấn công Ba Lan, Cộng hòa Séc hay các nước vùng Baltic chỉ là tuyên truyền. Người đứng đầu Điện Kremlin khẳng định, Nga chưa từng tiến tới biên giới của các nước thành viên NATO, mà chính là liên minh quân sự này, đang tiến gần hơn tới Nga và Moscow chỉ bảo vệ người dân của mình. Ông Putin nói, họ đã tiến thẳng tới biên giới của chúng ta có thể tiến về biên giới của họ, những quốc gia thuộc khối NATO không? Nga không chạm vào bất kỳ nước nào, nhưng họ đang tiến về phía Nga. Cũng trong cuộc trò chuyện với các phi công, Tổng thống Putin cho hay, ngay cả khi các nước phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, điều đó cũng không thể thay đổi cục diện chiến trường. Ông cảnh báo, nếu các máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất được đưa tới Ukraine, Nga sẽ tiêu diệt chúng như các thiết bị khác của phương Tây. Ngoài ra, trong trường hợp các chiến đấu cơ F-16 do phi công Ukraine điều khiển được đặt ở các nước thứ ba, thì các phương tiện này cũng là mục tiêu hợp pháp của Nga. Khi được hỏi, ông đánh giá thế nào về hoạt động của lực lượng không quân chiến đấu Nga trong chiến dịch đặc biệt tại Ukraine, ông Putin nói, hoàn hảo, mọi người đều làm việc hoàn hảo. Lực lượng này đã đóng góp đáng kể vào việc đạt được mục tiêu chung. Ông Putin nói thêm rằng, lực lượng không quân Nga đang làm nhiệm vụ rất chăm chỉ. Tổng thống cũng ca ngợi công việc của lực lượng không quân và máy bay ném bom, cũng như hàng không vận tải quân sự, đồng thời cho biết lực lượng này đang chiến đấu rất quả cảm. Một quan chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng Anh đã lên tiếng thừa nhận, nếu xảy ra xung đột với Nga, nước này không thể chiến đấu trong hơn 2 tháng do thiếu đạn dược và các thiết bị quân sự cần thiết. Khi ông Thierry Marc-François, thành viên của Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Anh đặt câu hỏi, có phải chúng ta không thể chiến đấu với Nga trong hơn 2 tháng vì không có đạn dược và dự trữ thiết bị quân sự cần thiết? Tướng Rob McGowan, Phó Tham mưu trưởng Quốc phòng Anh thừa nhận điều này hoàn toàn đúng. Tướng McGowan nói, nước Anh sẽ hết đạn dược và thiết bị quân sự trong vòng chưa đầy 2 tháng nếu xảy ra cuộc chiến với các lực lượng Nga. Mặc dù tướng McGowan thừa nhận như vậy, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sharp đã chỉ ra rằng quân đội Anh sẽ biết cách quản lý rủi ro hoạt động do không có đủ nguồn lực mà ông mong muốn trong các cuộc chiến trong tương lai. Bộ trưởng Sharp nhấn mạnh thêm rằng, bất kỳ cuộc xung đột nào như vậy xảy ra sẽ được giải quyết cùng với các đồng minh NATO, những quốc gia có thể cùng nhau đánh bại nước Nga thay vì chỉ riêng nước Anh. Theo vị bộ trưởng trên, đối với những người đang theo dõi và biết rằng nước Anh chưa sẵn sàng một mình đối phó với Nga, điều quan trọng là phải hiểu rằng chúng ta đang ở trong NATO và điều 5, thỏa thuận phòng thủ chung vẫn tồn tại. Vì vậy, chúng ta sẽ không bao giờ rơi vào tình huống phải một mình chiến đấu. Những bình luận này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Sharp nói với các nghị sĩ rằng ông đã nỗ lực thúc giục Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Bộ trưởng Tài chính Jeremy Hunt chi thêm tiền cho quốc phòng, nhưng không bảo đảm được mức tăng. Thủ tướng Sunak tuyên bố chi tiêu quốc phòng của Anh dự kiến sẽ vào khoảng 2,3% GDP trong năm tới và sẽ chỉ đạt 2,5% khi điều kiện cho phép. Những thông tin mới nhất liên quan đến vấn đề này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!